Hai anh đi như vậy làm sao được chứ? Vô trống đi. Có khách đến. Quan gia lại đụng đầu với nhau nữa rồi. À, yêu ấy, anh Long ơi, thì là xin lỗi nha. Nếu mà có chuyện gì thì kêu tụi tôi làm được rồi nè. Tôi biết đấm bóp, biết kỳ lân, biết bóp gân nữa đó. Làm gì cũng được hết, bảo đảm anh được. Cắm miệng đi. Cắm miệng, anh, đi cầu tiêu. Đừng đi. Đừng đi. Vô cầu tiêu. Đừng đi. Đừng đi. Tôi kêu anh vô cầu tiêu. Đừng có vô. Uầy, tôi thật tình muốn vô cầu tiêu. Được mà. Rồi, mình đi, đi. À, đi mau. Nè, muốn chết hả? Hả? Anh kêu anh vô trọng, anh đi vô trọng, tức là có nguy hiểm đó mà. Như vậy mà không biết hay sao chứ hả? Bộ muốn chết à? Là muốn đi mà. Tôi lấy tiền người ta phải làm việc cho người ta. Nếu mà anh chịu khai thì tất cả đều được yên ổn. Anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi sao? Qua wow, anh cũng tưởng tôi là trẻ con sao? Nếu mà tôi nói ra rồi tôi sống được hay sao? Anh không nói cũng chết thôi. Quân đệ đánh nó. Được. Chạy. Chạy. Chạy nữa. Chạy đi. Lấy tấm nhắn đè tụi nó. Dứt tay. Làm gì đó? Muốn tạo phản hả? Anh Báo, anh Bu, anh Hồ Nam, anh Cường, theo dân quê tất cả ra đây. Ra đây. Đổi qua bên kia. Mau lên, mau lên. Tụi anh vô. Mau lên đi. Rồi bên trên, đừng có gây chuyện nữa nha. Tôi đi cầu lâu lắm đó, biết không? Mày, đi vô cầu tiêu. Không nể mặt sao hả? Tôi nể mặt mày mới kêu mày vô cầu tiêu. Quýnh đệ, đánh nó. Đánh nó, đứng lại đi. Đứng lại, đánh nó. Đứng lại mày. Đứng lại, chạy đi. À, nguy rồi. Cái gì mà là nguy chứ? Tôi chỉ đánh cái pháo đài của anh thôi. Có gì mà nguy to như vậy nói hoài à? Ừ, cái gì? Nói là hắc báo tay sai của Lưu Diệu Tổ. Một đứa đánh ngã 10 đứa. Phải. Chú nói chơi hay sao vậy? Một đứa đánh ngã 10 đứa. Bộ tướng của anh ta như vậy có thể đánh ngã 10 đứa hay sao? Hù tôi à? Anh Báo. Tôi đã bắt được tin. Tối mai Lưu Diệu Tổ ở nhà khoáng mở dạ hội đến hù. Tôi nghĩ chắc cái thằng khốn nạn này chắc là muốn đánh ngã tụi mình để mà làm lễ vật. Ê! Hả? Lúc nãy nói gì vậy? Tôi không đánh đâu. Mình tôi không có đánh với nó đâu. Chơi được thì chơi đi. Làm sao đánh lại nó? Đánh thế nào chứ? Sướng quá, có cánh gà ăn nữa rồi. Quầy đừng có khách sáo, cần gì phải đợi tôi ăn cơm vậy? Chờ lấy đồ ăn đó. Quầy đừng có làm ẩu. Mỗi người có một cánh gà, hai người thì có hai cánh gà. Ha. Sao cánh gà của tôi nhỏ hơn cánh gà của nó vậy? Hả? À, chưa rồi đây, không công bằng chút nào. Thì là không công bằng mà. Ê, đừng là bỏ ngang. Quay nè, quay nè, 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 các anh. Tôi không có dành với các anh đâu mà, không dành đâu. Giúp tôi luôn đi. Quay nè, quay. Nè, nhìn gì đó liền lại đi. Liền lại đi. Không dám liền trả đâu, tôi sợ đánh quá. Lúc nãy nó hết rồi mà. Anh muốn tôi phải làm sao? Anh cứ ném cơm qua bển đi. Nói là tụi bay có giỏi thì đánh tay đôi đi. Được, tôi lấy cơm. Chết đi. Tổ cha tụi bay khủng long. Tụi bay có ngon ra đánh tay đôi với tao đi. Hả? Sao chú quay hùng quá vậy? Dạy dịch. Dừng tay đi. Dừng tay. Chết đi. Chú nè, chú Robinson nè, cần gì đánh mạnh tay như vậy? Nó sắp tắt thở rồi. Thôi đi. Phải trả thù chỗ khác của tôi. Dừng tay đi. Chết. Nè.
Tất cả tù nhân lập tức đứng lại tại chỗ. Ôi trời, trời, trời ơi, chú Tống ơi, bây giờ tính gì nữa? Chú Tống hả? Bấm. Nè, không xong rồi, một mình nó có thể đánh được người đó. Đi chạy chạy. Nè, chạy 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 lẹ, chạy mau, chạy chạy chạy. Ui trời ơi, chạy lẹ đi mau. Văn Đình nó vô tới rồi kìa. Để tôi cản nó lại. Anh đi kiếm vũ khí đánh nó đi. Đâm chết anh luôn á. Giết chị. Tôi kiếm hết tất cả trong văn phòng, chỉ có cái này là ghê gớm nhất thôi. Ném chết mày, chết đi. Máy vi tính cái thằng đó dạm vợ đánh ngã đến 10 người, có cách gì đánh ngã nó được hay không vậy ạ? Vậy thì anh thử dùng cái chiêu này coi. Long trảo đánh vào ngực á. Quẹt nè Dương Đình, tôi học được chiêu này hết sảy đó. Thiệt hả? Để tôi, vậy tôi nhận anh trước. Hey, what? Bộ mã, nhảy tới trước, long trảo đánh vào ngực. Quẹt. Chú ý, chú ý. Máy vi tính trục trặc, câu trả lời hồi nãy sai rồi. Gì thì nghi rồi. Tôi thì là chịu hết. Sao? Nổi, hết nổi rồi, chịu hết nổi, đào quá. Chúng ta tổng hợp được các chiêu thức của các môn phái, quyết định phải dùng cái võ công như trong ảnh đây. Chiêu này tôi biết, để tôi đánh nha. Được rồi, được rồi, anh đi đi, hả? Đánh đi. Đúng rồi, cứ dùng cái chiêu này đánh chết nó. Ôi, lần này chết rồi. Chờ chết đi. Ba động quyền. Đánh, 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 đánh. Đánh, 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 đánh. Tôi rồi phải lăn ra ngoài. Bây giờ hay giờ cũng không hay lăn nhanh, nếu như không thì chết mất tiêu rồi. Ây trời. Hả? Ô. À. Ây. Quả như là thiên hạ đệ nhất chiêu. Tôi cho mày điện giật chết luôn đó thằng báo. À. Ủa hả? Tao còn tưởng là điện lực của tao phóng ra nè. Ôi đi. Khoan đã, khoan đã. Hỏi nó xong rồi mới đi. Nè, Quốc Đại, gặp mặt đã nhiều lần rồi không nghe nói gì hết. Xin hỏi anh có phải là Câm không? Vậy thì nói một lời đi. Wow, anh ta không có thích nói chuyện thì ra anh ta thích nói tục. Vậy nói tục là cho nghe. Đi mau, đi. Chiếc xe nước mình sắp đặt đã tới rồi. Mà kêu chú Tống lên xe đi. Không được rồi, mà quần áo rách thì đâu có cầm người ta được. Ôi, chờ không được rồi. Đưa đây, đưa cái áo đi. Đưa đây, đưa cái áo đây. Đưa đây, qua. Nè, nè, nè,
Quay, chú Tống à, coi chừng nha. Cẩn thận. Hết nước rồi, anh đứng đây coi chừng. Tại sao hết nước vậy? Nước dùng hết rồi. Dùng hết rồi sao không đi chở thêm nữa? Dạ sơ. Đi mau đi, đừng có nói nhiều. Ôi dạ. Ok, làm xong rồi. Hai. Dân địch. Chú Tống. Lily. Thấy tủi lòng quá. Quần áo tụi anh ở trong xe. Tất cả tiến hành theo kế hoạch.